Bồ Tát Đức Vạn nói, tướng có chỗ được là hai, nếu không có chỗ được thì không có giữ lấy hoặc bỏ đi, không giữ không bỏ, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Nguyệt Thượng nói, tối với sáng là hai, không tối không sáng thì chẳng khởi ra hai pháp. Tại sao vậy? Như khi nhập định diệt thọ tưởng thì không có tối, không có sáng, tướng của tất cả các pháp lại cũng như vậy. Đắc nhập lẽ ấy một cách bình đẳng là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Bảo Ấn Thủ nói, từ thích Niết Bàn, chẳng thích thế gian là hai, nếu mình chẳng ưa thích Niết Bàn, chẳng chán bỏ thế gian thì chẳng phân hai. Tại sao vậy? Nếu có buộc thì có mở, nếu vốn không trói buộc, ai cần cởi mở, không buộc không mở, tất không thích không chán, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Châu Đình Vương nói, chánh đạo với tà đạo là hai, người trụ ở chánh đạo tất không có sự phân biệt, đây là tà, đây là chánh, để khỏi hai lẽ ấy là vào pháp môn chẳng phân hai. Bồ Tát Lạc Thật nói, thật với không thật là hai, người thấy biết chân thật thì cái thật còn chẳng thấy, huống chi cái không thật. Tại sao vậy? Đó chẳng phải là chỗ thấy của dục nhãn, chỉ huệ nhãn mới thấy được, mà huệ nhãn ấy thì không thấy, cũng chẳng phải không thấy, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Cứ như vậy, tất cả các vị Bồ Tát đều tuần tự mỗi người nói ra, rồi mới hỏi Ngài Văn Thù Sư Lị, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn chẳng phân hai? Văn Thù Sư Lị đáp, theo ý tôi, đối với tất cả các pháp, mình không nói, không thuyết, không chỉ, không nhớ, lìa khỏi sự vấn đáp, đó là vào pháp môn chẳng phân hai. Lúc ấy, Văn Thù Sư Lị hỏi Duy Ma Cật, chúng tôi mỗi người đều nói ra, vậy nhân giả cũng nên nói ra, thế nào là Bồ Tát vào pháp môn chẳng phân hai? Bấy giờ Duy Ma Cật lặng thinh không nói, Văn Thù Sư Lị khen rằng, lành thay, cho đến không có cả ngữ ngôn văn tự, đó mới thật là vào pháp môn chẳng phân hai. Khi phẩm vào pháp môn chẳng phân hai này được thuyết, trong chúng hội có 5.000 vị Bồ Tát đều vào pháp môn chẳng phân hai, đắc vô sinh pháp nhẫn. Phẩm thứ 10, Phật Hương Tích. Lúc ấy Xá Lợi Phất tự nghĩ rằng, sắp đến giờ ăn trong ngày, các vị Bồ Tát sẽ ăn gì đây?